Sau này là hiện nay là đánh siêu lắng 2 ngày rồi, mới giải quyết được. Đánh siêu lắng thì cái lượng đánh siêu lắng rất là thấp thôi. Như ngày hôm qua thì đánh 200 gram, bữa nay đánh có hơn 100 gram thôi. Đánh vào lúc 3 giờ sáng trước khi cho ăn, rồi sau đó siphon ra rồi cho tôm ăn. Luôn luôn chủ động với chủ động là luôn luôn chủ động giữ cho cái nguồn nước ao nuôi nó đảm bảo đẹp, nói chung an toàn đẹp, có điều kiện đẹp thì càng tốt. Cho nên là cái hệ thống nuôi tôm mà có mấy cái ao xử lý ao lắng như thế này thì rất là tốt. Vậy đó mà khi tôm lớn đó là phải tranh thủ dữ lắm chứ không thôi là không kịp. Chú muốn làm nắng luôn chưa bao giờ. Chú uống sữa máy để chạy đảo nước xử lý cho nó hiệu quả. Cái ao xử lý ao này, ao nước giếng phèn dữ lắm, đánh đồ xuống thì cần phải đảo nước nó mới hiệu quả, tác dụng nó mới nhanh, xử lý nó nhanh, mau lắng phèn. Tối nay là lấy nước sông vô luôn cho đầy ao bên kia, thì một hai ngày sau ở này nó trong rồi, có nước sông xử lý nó kịp thời rồi bắt đầu là cho đảo nước. Đảo nước đây lọc qua đây, lọc qua đây rồi lau qua đó, thì qua đó là vô ao ao nuôi. Ao này là hiện nay là đánh siêu lắng 2 ngày rồi mới giải quyết được. Đánh siêu lắng thì cái lượng đánh siêu lắng rất là thấp thôi. Như ngày hôm qua thì đánh 200 gram, bữa nay đánh có hơn 100 gram thôi. Đánh vào lúc 3 giờ sáng trước khi cho ăn, rồi sau đó siphon ra rồi cho tôm ăn. Một khi nước đẹp rồi, hai ngày nay là ăn rất mạnh, với đổi cái hạt thích nữa. Rồi qua đây luôn cũng nói một cái là cái hạt thức mà nó vừa với cái con tôm ăn á cũng rất là quan trọng. Con tôm nó gấp một cục mồi á mà nó vừa với cái miệng ăn của nó để giúp cho con tôm nó bắt mồi, nó ăn được cái lượng thức ăn nó đủ dinh dưỡng cho nó. Chứ nó gấp hai ba cục nó rớt tùm lum, mà con này nó tranh con kia thì có khi nó thiếu, nó không đủ. Cho nên là mình chọn cái thức mà vừa cái cỡ tôm là rất cũng là rất là hay đó, cái đó mình cũng nên để ý. Rồi nước nó trong cộng với cái thức ấy thì bữa nay là 3 phút 18 giây giảm hả? Giảm. Mới nãy là 3 phút 23 giây. Ngày hôm qua 3 phút 21 giây. Nay giờ nó giảm. Có thể là bơm nước qua nó lột hay sao? Bơm nước qua sáng giờ có thể là nó lọc, sáng giờ thấy lọc vỏ nhiều lắm. Nay là 41 ngày rồi.
tôm mỗi ngày thấy mỗi khác, tôm ăn mặn là gì đó, để chủ động được cái nước nó hơn. Khả năng là nó bắt đầu nó hơi nó ăn giảm vô thức rồi. Cái nãy là 3 phút 23 giây thì giờ còn 18 giây. 41 ngày. Chúng nó lên tôm, gan ruột đẹp ha. Chắc nó lột cái gì nó giảm thức em. Chắc nó lột cái gì. Động thức trong vỏ miếng á. Cái này hết ha. Con tôm có mấy con tôm bự cho bá đẹp.